Cô xin chào các em học sinh lớp 6. Nội dung của bài học hôm nay. Một là các em học bài thực hành mạng máy tính. Tìm hiểu về thiết bị mạng, lợi ích của mạng máy tính thông qua việc chia sẻ. Nội dung thứ hai là các em ôn tập chủ đề A và chủ đề B. Các em cùng tìm hiểu bài 4, thực hành về mạng máy tính. 1. Tìm hiểu về các thiết bị mạng. Các em quan sát cho cô các mạng sau. Và nhìn vào các mạng này, các em thấy có đặc điểm gì? À, các mạng này đã có hai đầu được bấm sẵn. Tiếp theo là cắm cáp vào các thiết bị. Thì đây là một số hình ảnh cắm cáp vào các thiết bị. Tiếp theo là các em quan sát mặt trước và mặt sau của các thiết bị và điền vào cột tương ứng. À, các em thấy ví dụ như là thiết bị Access Point thì mặt trước có các đèn báo hiệu, mặt sau thì có cổng cắm nguồn, nút reset, cổng kết nối mạng đi giờ 45, anten thu wifi. Còn đối với thiết bị WIS thì các em thấy mặt trước có các đèn báo hiệu, nút nguồn, cổng kết nối đi giờ 45, cổng reset và ở mặt sau có cổng nguồn quạt tản nhiệt. Và đối với thiết bị modem thì các em thấy ở mặt trước có các đèn báo hiệu và mặt sau có cổng nguồn, cổng cắm cáp quang, cổng cắm dây lan, đúng không? Tiếp theo, các em hãy cho biết các mạng dùng để kết nối với những thiết bị nào trong ảnh dưới đây. Các em suy nghĩ và trả lời. À, các em thấy các mạng có thể dùng kết nối với những thiết bị sau: WIS với máy tính, modem với máy tính, Access Point với máy tính, WIS với modem, Access Point với WIS, modem với Access Point. Các em tìm hiểu tiếp bài 2, thực hành truyền thông tin bằng sóng điện tử. Các em quan sát hình ảnh. Ở đây chúng ta thấy có sử dụng chuột không dây. Và chuột không dây là một bộ phận rời gọi là USB receiver. Có chức năng là kết nối chuột với máy tính. Em hãy cắm bộ phận này vào cổng USB của máy tính để sử dụng chuột không dây. Và hãy cho biết USB receiver giúp máy tính kết nối với chuột qua sóng điện tử hay cáp mạng. Các em suy nghĩ. À, các em thấy là gì? USB receiver này giúp máy tính kết nối với chuột qua sóng điện tử. Các em cùng tìm hiểu tiếp chia sẻ tài nguyên qua mạng. Chia sẻ tài nguyên qua mạng, các em có thể chia sẻ máy in qua mạng, thiết bị phần cứng. Có thể chia sẻ thông tin qua mạng, ví dụ như là văn bản, hình ảnh cho bạn bè. Thì ở phần này các em có thể tự thực hành, ví dụ như là các em chia sẻ một văn bản, một hình ảnh về học tập cho các bạn qua Zalo, Facebook. Nội dung tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập giữa học kỳ 1. Đầu tiên, các em sẽ ôn về chủ đề A. Thì trong chủ đề A này, bài 1, các em cần học về thông tin và vật mang tin. Thông tin là gì? Cho ví dụ về thông tin. Và vật mang tin là gì?
Cho ví dụ, thông tin là tất cả những gì đem lại cho ta hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. Cô ví dụ như kiến thức các em thu nhận được sau mỗi bài học. Còn vật mang tin là vật, là phương tiện mang lại thông tin cho con người. Cô ví dụ như là tivi, trang sách, vân vân. Ở bài 2 vai trò của thông tin thì các em phần học về hoạt động thông tin nó diễn ra thường xuyên trong cuộc sống. Và nếu thiếu thông tin thì gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Còn ở bài 3 của chủ đề A thì các em cho được ví dụ về thiết bị lưu trữ thông tin như là USB, thẻ nhớ, vân vân. Còn ở bài 4 biểu diễn văn bản hình ảnh âm thanh trong máy tính thì các em cần học về khái niệm về bit. Bit là đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin. Và bit bao gồm hai ký hiệu đó là 0 và 1. Và mỗi ký tự thì được biểu diễn là một dãy bit. Vậy thì hai ký tự khác nhau thì sẽ biểu diễn thành hai dãy bit khác nhau. Ở bài 5 thì các em cần biết được nội dung. Một byte bằng 8 bit. Thứ tự đơn vị đo lường dữ liệu từ bé đến lớn, bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte và terabyte được sắp xếp từ bé đến lớn. Và chu trình xử lý thông tin gồm 3 bước, đó là xử lý đầu vào, xử lý dữ liệu và xử lý đầu ra. Các em ôn tập tiếp chủ đề B. Bài 1 mạng máy tính. Thì trong bài 1 mạng máy tính, các em cần học về khái niệm, về lợi ích và về đặc điểm. Khái niệm về mạng máy tính nó là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để truyền dữ liệu cho nhau. Và các thiết bị kết nối tối đa, số lượng phụ thuộc vào quy mô, nó không giới hạn về số lượng. Nó chỉ phụ thuộc vào quy mô thôi. Và tối thiểu là ít nhất là 2. Về lợi ích của mạng máy tính, đó là chia sẻ tài nguyên. Đó là bao gồm thông tin và các thiết bị. Có một số em là trả lời mạng máy tính là chỉ để chia sẻ thông tin là chưa đủ, hoặc là chia sẻ thiết bị với nhau cũng chưa đủ. Mà các em phải nói là lợi ích là chia sẻ tài nguyên, bao gồm thông tin và các thiết bị. Về đặc điểm thì có rất nhiều các đặc điểm, nhưng các em chú ý cho cô là có hàng tỷ người truy cập và sử dụng. Và cô ví dụ như là chia sẻ qua mạng các thiết bị như là máy in, chia sẻ thông tin ví dụ như là về bài tập, về nội dung học qua Zalo và Facebook vân vân. Ở bài 2, các thành phần của mạng máy tính thì các em cần học cho cô có 3 thành phần của mạng máy tính, đó là thiết bị mạng, thiết bị thông minh là gửi nhận thông tin qua mạng, phần mềm. Như vậy là có 3 thành phần chính của mạng máy tính. Thiết bị mạng thì gồm các mạng with modem. Thì các em cần phải học được đặc điểm của các mạng with modem. Và trong các mạng để có cáp xoắn và cáp quang, thì cáp xoắn sử dụng dòng điện để truyền thông tin, còn cáp quang thì sử dụng tia sáng để truyền thông tin. Ở bài 3 mạng có dây và mạng không dây thì các em cần học cho cô mạng có dây là loại mạng sử dụng dây cáp để truyền dữ liệu. Dây cáp nha. Và cáp mạng switch là những thiết bị của mạng có dây. Mạng không dây là mạng sử dụng sóng điện từ để truyền thông tin. Và thiết bị của mạng không dây đó là Access Point. Đây là nội dung chính ôn tập giữa học kỳ 1 mà các em cần học để làm bài kiểm tra.
giữa học kỳ 1. Chủ đề A. Nội dung ôn tập mà các em cần học của chủ đề B. Như vậy là các em học nội dung ôn tập của chủ đề A và chủ đề B để các em tuần 10 làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1 dưới hình thức là trắc nghiệm. Về phần dặn dò, một, các em hiểu nội dung bài học hôm nay. Hai là các em làm bài tập ôn tập trên trang lớp học. Bạn nào mà không làm bài tập cũng như không vô trang lớp học để học, cô sẽ đánh giá vào ý thức học tập. Ba là các em học nội dung ôn tập giữa học kỳ 1, chủ đề A và chủ đề B mà cô vừa ôn. Bốn là tuần 10, các em sẽ kiểm tra một tiết giữa học kỳ 1. Các em sẽ làm dưới hình thức là trắc nghiệm trên đường link cô gửi. Và có lưu ý là các em chỉ làm một lần duy nhất. Bạn nào mà làm nhiều lần thì cô vẫn lấy điểm ở lần làm đầu tiên. Cho nên các em suy nghĩ kỹ, xem lại bài kỹ trước khi các em nộp bài.